An ninh đảm bảo tập luyện đội tuyển nữ Việt Nam trước World Cup 2023. Khoảng 8 giờ, theo giờ Việt Nam, VFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đã thông tin rằng hiện tại chưa có bất kỳ báo cáo đáng ngại nào từ phía ban huấn luyện và lãnh đội tuyển nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, toàn đội tiếp tục thực hiện buổi tập luyện tại sân Taylor Park, nơi đảm bảo an toàn và được bảo vệ một cách nghiêm ngặt theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA. Sau buổi tập vào ngày hôm trước, 19/7, toàn bộ đội tuyển đã trở về khách sạn nơi họ đang lưu trú. Các biện pháp an ninh đã yêu cầu không ai rời khỏi khách sạn cho đến khi có sự cho phép từ ban tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới nữ 2023. Quy định này nhằm đảm bảo tính an toàn và an ninh cho tất cả thành viên của đội. Cả FIFA và ban tổ chức giải đấu đã tập trung vào vấn đề an ninh và an toàn cho các cầu thủ và thành viên trong đội tuyển trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Một số lượng cán bộ an ninh chuyên nghiệp từ cơ quan cảnh sát địa phương đã được bố trí để theo dõi mọi hoạt động của đội, kết hợp với sự hiện diện liên tục của các nhân viên an ninh tại các địa điểm quan trọng như khách sạn và sân tập. Nhờ vào sự hỗ trợ từ FIFA cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ VFF, đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang được đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi để tập trung vào quá trình luyện tập và chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại bảng E của giải vô địch bóng đá thế giới nữ 2023. Vào ngày hôm nay 20 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện buổi tập tại sân Fred Taylor Park. Buổi tập này được tổ chức kín đáo nhằm giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng với các cộng sự có cơ hội quan sát cầu thủ và đưa ra quyết định về chiến thuật cho trận đấu mở màn tại giải vô địch bóng đá thế giới nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện buổi tập chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới nữ 2023, ảnh VFF. Cùng vào khoảng 2 giờ ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng đã xảy ra tại thành phố Auckland, New Zealand, làm 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, chỉ cách vài giờ trước lễ khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới nữ 2023.